Một chiếc xe bình thường thì khi các bạn đè máy nổ lên, các bạn bật đèn pha, rồi là các bạn di chuyển xe, các bạn đạp phanh, thì bóng đèn sau phải sáng như này. Còn bạn nào mà đang sử dụng tất cả những dòng xe quay RX110 như này mà xe của bạn gặp phải khi các bạn đạp phanh, đèn sau không sáng này, bóng điện đèn sau thì sẽ có hai tóc. Khi các bạn đạp phanh thì bóng đèn sẽ sáng lên, đồng thời tóc còn lại thì các bạn bật điện đèn pha thì sẽ sáng cùng với điện của đèn pha. Chiếc xe RX này thì khi bật điện đèn pha thì một tóc sáng cùng theo với đèn pha, nhưng nguồn còn lại khi đạp phanh thì không sáng. Các bạn chú ý này, đây là công tắc điện đèn phanh, và đây là chiếc lùa xua. Khi các bạn đạp phanh, nhờ lực kéo của chiếc lùa xua này thì công tắc điện đèn phanh sẽ đóng tiếp điểm khi các bạn đạp phanh. Vậy xe của bạn nào mà khi các bạn đạp phanh không sáng thì mời các bạn theo dõi video. Mình sẽ chỉ cách cho các bạn rất đơn giản thôi để các bạn khắc phục tình trạng mà đèn sau không sáng khi bạn đạp phanh. Các bạn luôn chú ý nhé, đây là công tắc đèn phanh sau này. Khi các bạn đạp phanh sau, nhờ lực kéo của lùa xua thì công tắc sẽ đóng tiếp điểm và đèn sau sẽ sáng lên. Quá trình xe sử dụng lâu thì lùa xua sẽ bị giãn, sẽ bị ráo. Khi các bạn đạp phanh thì lùa xua không kéo được để đóng tiếp điểm cho công tắc điện đèn phanh chân, nên bóng đèn sau xe của bạn không sáng được. Với anh em thợ thì sẽ tháo mở công tắc này ra này để anh em thợ là chỉnh cái con ốc này. Nhưng với những anh em mà tự chỉnh sửa tại nhà thì anh em sẽ dùng cho mình một cái kìm nha. Anh em chú ý lùa xua này này. Anh em mà các bạn dùng kìm, anh em mà các bạn sẽ bị cong lùa xua này cho mình một chút này. Anh em và các bạn chỉ bị cong cái lùa xua một chút thôi nhá. Đây anh em và các bạn này, cái lùa xua anh em và các bạn chỉ bị cong cho mình một chút như này thôi nhá. Các bạn sẽ đạp phanh chân để các bạn test thử xem và kiểm tra bóng đèn hậu xe của bạn đã sáng chưa này. Khi mình bị cong cái chiếc lùa xua của phanh chân thì ngay bây giờ mình đạp phanh, bóng đèn sau của xe đã sáng trở lại như bình thường. Một tóc khi các bạn bật điện đèn pha sẽ sáng cùng với điện đèn pha, tóc còn lại thì khi các bạn bóp phanh tay hoặc các bạn đạp phanh chân thì sẽ sáng đèn lên. Như vậy là video ngắn vừa rồi mình đã chia sẻ đến cho anh em và các bạn cách khắc phục và sửa chữa đèn phanh trên tất cả cái dòng xe máy nuôi chung. Đó là cái dòng xe của WayZX hôm nay mình làm video nuôi riêng tại nhà để cho anh em và các bạn tham khảo và áp dụng. Các bạn xem video của mình và thấy hay và hữu ích cho anh em và các bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.